Từ xưa đến nay, cô cậu học trò nào đi học cũng mong muốn gặp một thầy cô giáo vui tính, hiểu tâm lý học trò cho tiết học trôi qua một cách thoải mái nhất. Tuy nhiên đời không như là mơ, thầy cô giáo nào đa phần cũng nghiêm khắc, chỉ cần hơi quậy một chút trong lớp học thôi là đã bị ghi vào sổ đầu bài rồi. Tuy nhiên ở ngôi trường trung học phổ thông Tân Hiệp tỉnh Kiên Giang lại là một câu chuyện khác, bởi ở đó có thầy giáo dằn trong làng biểu cảm. Phải công nhận một điều rằng, kiến thức sẽ dễ đi vào đầu hơn nếu có những thầy cô tâm lý và đáng yêu như thế này. Thầy giáo dằn trong làng biểu cảm. Ảnh. Được biết, người thầy trong loạt ảnh kể trên là thầy giáo Phan Minh Trí đang là giáo viên môn toán trường trung học phổ thông Tân Hiệp, nổi tiếng trên mạng xã hội chỉ sau một bài đăng của cậu học trò. Liên hệ với bạn Hoàng Phi chủ nhân bài đăng gây bão, cậu bạn tiết lộ, những tấm ảnh meme của thầy mình chỉ vô tình chụp được vào tiết học thêm trái buổi. Bình thường thầy rất hài hước, thân thiện với tất cả học sinh trong trường, và hầu hết các bạn trong trường đều rất thích thầy. Dưới phần bình luận của bài viết, rất nhiều cô cậu học trò đã để lại những lời bình luận bày tỏ sự ghen tị, trời ơi ước gì được học với thầy một lần, có thầy giáo vui tính như thế này thì nguyện ngày nào cũng chăm chỉ làm bài tập. Những thầy cô vui tính bao giờ cũng được đám học trò yêu quý hơn cả. Tất nhiên rồi, chẳng ai thích một người cứ suốt ngày cao có, quát mắng mình. Những giờ học của các thầy cô hài hước cũng giúp lũ học sinh nghịch như quỷ tập trung hơn, tiếp thu bài tốt hơn, và đương nhiên kết quả học tập sẽ tốt hơn.